Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết địa phương đang triển khai việc hỗ trợ thu mua bò dê của nhân dân để tiến tới chấm dứt việc nuôi gia súc trên đảo nhằm bảo vệ rừng, cây xanh và môi trường trên đảo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn sẽ trích kinh phí trên 700 triệu đồng để hỗ trợ tháo dỡ chuồng trại, hỗ trợ bán 646 con bò dê đối với 77 hộ chăn nuôi ở 3 xã An Hải, An Vĩnh, An Bình, đồng thời hỗ trợ tiền vận chuyển cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp thu mua bò dê của người dân. Các hộ chăn nuôi bò dê sau khi đã bán bò dê và nhận tiền hỗ trợ thì không được tiếp tục chăn nuôi bò dê trở lại. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn thì trong thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi bò dê thả rông trên đảo đã gây ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi trường, tác động xấu đến phát triển du lịch. Đặc biệt là tình trạng thả rông bò dê đã ảnh hưởng lớn đến công tác trồng và bảo vệ cây xanh trên đảo.